những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời, dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời, yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân tươi. Thích thì cứ bước chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lên thế, mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời, dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời, yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Đã bay xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi, sau này ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó phải cười thật tươi, còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời, yêu bầu trời năm mây cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi. Áo trắng, em phải giống như
giữ chặt trong tay. Mắt đời đừng liếc sang ngày qua mau, qua mau. Đàn chim ca rộn ràng, từng làn gió vần tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Ánh nắng sân trường nhớ em, từng trang vật còn mực thắm, từng ngõ cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Áo trắng, áo trắng, áo trắng. Em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ kéo bay bay. Cứ đi chậm chậm cô học trò ơi, tóc xanh thẹn thùng chiều nghiêng đợi chờ. Áo trắng, áo trắng, áo trắng. Em phải giống như chút mây chút nắng hừng hờ kéo bay bay, sách luôn giữ chặt trong tay. Mắt ơi đừng liếc sang ngày qua mau, qua mau. Xin được trân trọng, cảm ơn rất nhiều, xin được chúc mừng em mừng các thầy cô, em mừng các thầy cô, chúng ta sẽ giữ một vị trí đẹp nhất trên sân khấu ạ. 1, 2, 3. Xin được trân trọng, cảm ơn. Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bao trắng, chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian trôi mau, cầu kiều thầy đưa qua sông, tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường, hai đứa chung đường.
sẽ cùng thưởng thức với một bài hát cũng rất nổi tiếng, một là sáng tác với những lời ca và những tiếng hát dành tặng cho nghề giáo viên. Và quý vị hãy cùng thưởng thức với bài hát được mang tên Bài ca về giáo viên nhân dân. Câu toàn xin được dành tặng cho tất cả quý vị. Cực kỳ trọng đại để được chào đón, để có thể gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các quý thầy cô năm xưa đã từng giảng dạy, đã từng cho chúng ta con chữ, đã từng cho chúng ta đôi cánh để bay cao, bay xa được như thế này. Thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây là một ngày rất đặc biệt để chào đón với sự có mặt đến từ các quý thầy cô. Và sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị trở về tham dự sự kiện trọng đại này đã có sự hiện diện quý báu đến từ thầy Vũ Văn Ca, là thầy chủ nhiệm. Cảm ơn thầy. Xin được trân trọng giới thiệu tới tất cả mọi người sự có mặt của cô Lưu Tuyết Hồng, dạy môn tiếng Anh. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Lê Thanh Đạm, dạy môn hóa học. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Đỗ Văn Luông, dạy môn kỹ thuật. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Việt Hùng, dạy môn địa lý. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Phạm Văn Cường, dạy môn lịch sử. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của cô Ngô Thị Kim Thoa, dạy môn toán học. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của thầy Vũ Công Hưng, dạy môn hóa học. Trân trọng chào đón sự có mặt của thầy Nguyễn Văn Trí, dạy môn thể dục. Xin được trân trọng chào đón sự có mặt của cô Trương Thị Liên, dạy môn giáo dục công dân. Trân trọng chào đón sự có mặt của thầy Nguyễn Đức Lâm, dạy môn vật lý. Thưa quý vị, và ngoài
ngoài ra còn có sự hiện diện đông đủ từ các quý thầy cô và tất cả 41 bạn học sinh của lớp A4. Dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón tất cả mọi người. Chào kính mời lên sân khấu sự có mặt của bạn Vũ Chí Hòa, là bí thư của lớp, sẽ có bài là diễn văn kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Kính thưa thầy Vũ Văn Ca, thầy chủ nhiệm chúng em, kính thưa quý thầy cô giáo, cùng tập thể các bạn lớp 12A4 thân yêu, cũng vào những ngày này, tháng 6 của 20 năm về trước, tháng 6 của mùa thi, những cô cậu học sinh của lớp 12A4 ngày ấy đang miệt mài bên bức trang sách ánh đèn, mang theo bao nhiêu quyết tâm hoài bão về một tương lai rực rỡ. 20 năm trôi qua, cuộc sống của chúng ta, cuộc sống cuốn chúng ta đi, cũng có những lần gặp nhau vội vã, những buổi chuyện trò online rôm rả trong lớp, để rồi tới ngày hôm nay chúng ta về đây bên cạnh các thầy cô của mình, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. Kính thưa quý thầy cô, thay mặt cho tập thể lớp A4 khóa 2000-2003, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô đã tận tình dạy dỗ, định hướng và giúp đỡ chúng em rất nhiều trong suốt 3 năm học tại mái trường Đông Thụy Anh thân yêu, để chúng em có được sự nghiệp và thành công của ngày hôm nay. 3 năm ấy sẽ luôn luôn là những quãng thời gian không bao giờ quên, là một góc kỷ niệm luôn luôn được chúng em trân trọng và gìn giữ. Thưa các bạn thân yêu, tuổi học trò đã trôi qua trong thoáng chốc, nay chúng ta đều đã trưởng thành. Mỗi chúng ta đều có những con đường riêng của mình. Và thật tự hào khi trong lớp chúng ta có những bạn tiếp tục sự nghiệp chồng người, tiếp tục đưa những chuyến đò qua sông như chính thầy cô giáo của mình ngày xưa vậy. 20 năm trôi qua, tôi tin chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ có nhiều bạn 20 năm mới gặp lại nhau lần đầu. Những cái bắt tay, những chiếc ôm thật chặt, ngày hôm nay tôi tin nó sẽ là động lực để chúng ta tổ chức những buổi gặp gỡ 25 năm, 30 năm về sau nữa. Ngày hôm nay, tập thể lớp 12A4 tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đã sắp xếp thời gian về tham dự của chúng em. Đây là niềm vinh dự lớn lao dành cho tập thể lớp 12A4. Xin trân trọng cảm ơn các bạn thân yêu. Các bạn đã rất nhiệt tình sắp xếp công việc về có mặt đông đủ trong buổi kỷ niệm ngày hôm nay. Em xin được mượn một vài câu thơ để nói lên cái tâm trạng và tình cảm của chúng em ngay lúc này. 20 năm rồi ta mới gặp lại nhau, tình bạn đấy vẫn thắm màu như trước, khoảng thời gian chẳng bao giờ quay ngược, nhưng nụ cười vẫn tiếp bước bên nhau. Bạn bè ơi, cuộc sống dẫu muôn màu, xin hãy mãi tìm nhau đừng xa cách. Tình bạn ta giống như hoa hồng bạch, trắng tinh nguyên tựa trang sách học trò. Một lần nữa, em xin được kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và hơn nữa, em xin trân trọng cảm ơn. Và vừa rồi quý vị, chúng ta đã đến với bài diễn văn để khai mạc. Thì thưa quý vị, trong bài phát biểu của bạn Vũ Chí Hòa đã có nhắc rất nhiều đến tiếng người thầy. Và chắc chắn rồi, thầy ta cũng là một trong những thầy cô quan trọng nhất đối với chúng em trong suốt những năm tháng tuổi học trò. Thưa quý vị, và sau đây thì để dành một chữ người thầy thực sự đẹp nhất và tuyệt vời nhất, chân thành và sâu sắc nhất, xin mời quý vị chúng ta sẽ hướng tầm nhìn lên sân khấu cùng lắng nghe với bài hát được mang tên Người Thầy dành tặng cho tất cả quý vị. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phú Chiến Chiến nói,
phụ quân của em Bảo Nam cũng đang ngồi trong hội trường này của chúng ta. Và với tư cách cá nhân, tôi vô cùng cảm ơn anh chồng em Nam. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết tên ai của em. Còn đội tuyển hôm nay còn ngồi đây còn em Xuân Hương nữa, còn em Hồng lớp trưởng thì rất cũng hơi buồn. Em về của em lại cấp cứu, đang nằm ở bệnh viện tỉnh, không chung vui với chúng ta được. Đó là một cái điều cũng là thôi. Nhưng cuộc vui này là em Tạ Thị Kiều, tôi chủ nhiệm 3 năm, bây giờ đã trở thành con dâu của tôi. Tôi có mối liếc con trai đi tiếp thôi, năm đứa con gái. Thì em Tạ Thị Kiều là trò 3 năm trong lớp chọn văn của tôi, rồi lại trở thành con dâu. Và trong cái gia đình tôi không phải thế đâu, con thứ ba của tôi, hai đứa cũng học cùng lớp, cũng lấy nhau. Rồi đứa con thứ con gái thứ năm của tôi, cũng hai đứa cùng lớp, ở lớp chọn, cũng lấy nhau. Điều đó đã làm cho tôi thêm hạnh phúc. Và tôi thấy cuộc đời dạy học của tôi có nhiều niềm vui. Vị ngọt cuối cùng mà tôi muốn giữ mãi. Thời gian không có, nhưng mà không nói thêm được nhiều. Tôi cảm ơn các thầy cô đã về dự đông đủ với lớp. Đối với các thầy, đặc biệt là với các em, tôi hóa thân vào các em. Tôi viết mấy dòng thơ thế này: khi năm đã cách xa, gặp nhau mà cũng ngỡ là trong mơ. Bàn tay nắm chặt bao giờ, bờ vai thổn thức, mắt mờ hướng dẫn. Bao năm chua ngọt đã từng, để cười, để nói, để mừng hôm nay. Rượu nồng chưa uống đã say, say từng ánh mắt, đắm say tình người. Thấy trong tiếng nói tiếng cười, tình thầy nghĩa bạn, cuộc đời nở hoa. Bài thơ viết vội nôm na, là tình, là nghĩa, là quà tặng nhau. Trải qua một cuộc bể lâu, hôm nay gặp lại, tưởng đâu ngày nào. Vui mà nước mắt cứ trào, niềm vui khi bước vào tương lai. Mong rằng mãi đến ngày mai, tình thầy nghĩa bạn không phai trong lòng. Chị đến. Đến với lời phát biểu của thầy ca đã đại diện cho thầy quà, các thầy cô của sự kiện trọng đại này đã dành tặng cho tất cả quý vị. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ hướng tầm nhìn lên phía sân khấu. Sau đây sẽ là cảm ơn chân thành đến từ tất cả chúng em dành tặng cho các quý thầy cô có mặt trong sự kiện này. Em xin mời các quý thầy cô sẽ cùng bước lên sân khấu để đón nhận với những tình cảm của chúng em dành tặng cho mọi người ạ. Xin mời ạ. Các thầy và các cô sẽ cùng bước lên sân khấu ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và sau đây thì chúng em ạ, những con người của lớp A4 ạ, niên khóa 2000-2003 có những tình cảm và có những món cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn sự có mặt đến từ các quý thầy cô ạ. Cảm ơn các quý thầy cô rất nhiều. Em mời các thầy cô sẽ ở vị trí của mình. Cảm ơn rất nhiều. Đây thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một nhân vật cũng rất là bí mật và quan trọng. Xin mời lên sân khấu bạn Vũ Thị Hằng ạ. Trưởng ban tổ chức ạ, xin mời bạn Hằng lên sân khấu ạ. Bạn Vũ Thị Hằng đã có một công lao có lẽ tôi muốn nói là cực kỳ lớn trong sự kiện này.
bạn là người khởi xướng và cũng là người đồng hành cùng tất cả mọi người để ngày hôm nay đây chúng ta có mặt trong sự kiện gặp mặt ngày 20 năm trở lại ở 104 tin tức nào nhiều đấy không ạ. Xin mời lên sân khấu bạn Lê Trung Kiên sẽ đại diện cho tổ chức, đại diện cho lớp và dành tặng một bó hoa cảm ơn thực sự chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng hô 1, 2, 3, A4, Y4, kêu hát. Yeah, cảm ơn rất nhiều. Em mời các quý thầy cô ạ. Tôi mời các bạn, chúng ta sẽ trở về vị trí tuyệt vời của mình. Hãy cùng nâng ly rượu lên được không ạ? Xin mời. Ly rượu của mình lên nào. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nâng ly rượu lên nào. Mọi người ơi, hiệu lệnh của MC là như sau ạ. Các bạn ơi, nào, hãy ơi thật lớn lên cùng với tôi nào. Các bạn ơi, bớt 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng gặp mặt và khai tiệc. Xin mời mọi người sẽ cùng đăng ly ạ. Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và sau đây thì em xin cộng đồng xin mời tất cả các quý vị. Thank you.
gọi các chị là chúng ta đây. Đấy. Em cần thì các chị không cần gì, một từ cần gì thôi. Và sau đó thì theo yêu cầu của em nhá, đồng ý chưa? Lớn lên nữa đi. Tôi cần. Em cần các chị di chuyển xuống phía dưới. Từ từ đấy nào, nó bảo lấy cái gì đâu mà chạy xuống dưới bộ là cái gì đấy. Từ đã, hết giờ rồi. Rồi, chúng ta tập trung vào cho em nào. Rồi, đây chúng ta có một thành viên thôi ơi. Có lẽ chị này ngày xưa học thầy toán học mà đếm gì, thầy gì kêu. Thầy dạy chị đếm kiểu gì mà em bảo chị lên tìm lên một đôi mà chị tìm một cái. Thế giày của chị đâu? Đâu? Để dưới nào? Đây là vị trí cũ cho em. Nhạc đâu rồi? Từng tắc nhạc của em. Đúng rồi. 1 2 20 3 Rồi là thầy kia. Giúp cho em 3 ly rượu được không ạ? Rồi chị này là 1 này. 3 Rồi ok. Mọi người ơi, hôi lên, cố lên được không ạ? Cố lên, cố lên. Rồi.
được cười thì không cười. Cười là một sai lầm của đời người đó. Đừng 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 đừng. Không được xuống tay. Nào cố lên, cố lên, cố lên. Anh đừng có linh tinh, đâu là bài của anh đâu. Ông này chưa dân lận, ông này đàn ông chưa dân lận lắm. Thấp người xuống, thấp người xuống. Thấp người xuống. Rồi chuyển một đi, nhanh lên. Cứ đi. Không, lá bài của anh còn một đống một trước kia. Anh hiểu ý em không? Rồi, từ từ. Đừng dùng tay này. Chưa dân lận đấy nhỉ. Không dùng tay. Rồi, cố lên. Ông nhạc lớn lên, ông nhạc lớn lên. Ôi, chơi bỏ lắm, là chơi linh tinh lắm. Anh rể này chơi linh tinh lắm. Thấp người xuống mới nhạc được. Đúng rồi, thấp người xuống, đúng rồi. Anh nghe đổ ăn.
Hey, boy.